trọng chào mừng các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh đang đến với sân chơi English Challenge mùa thứ tư. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cùng Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Assamling thực hiện, và trong suốt những mùa qua luôn có sự đồng hành của nhà máy bánh kẹo Biscafan. Và ngay bây giờ chúng ta hãy chào đón sự xuất hiện của bốn gương mặt sẽ xuất hiện trong cuộc thi tuần 3 quý 2 ngày hôm nay. Xin chào đón bạn Trịnh Phạm Hoàng Nguyên, học sinh lớp 5E, trường tiểu học Diễn Hồng, huyện Diễn Châu. Chào đón bạn Võ Bảo Ngân, học sinh lớp 5A, trường tiểu học thị trấn Yên Thành. Xin chào đón một học sinh lớp 4, đó chính là bạn Thành Đặng Trâm Anh, học sinh lớp 4C, trường tiểu học Yên Sơn, huyện Đô Lương. Và cuối cùng là bạn Nguyễn Quang Minh, học sinh lớp 5A, trường tiểu học Phường Thiện B, thị xã Hoàng Mai. Những gương mặt này sẽ là những gương mặt mà đem lại cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc cũng như là tiếp lửa cho sân chơi English Challenge. Và bây giờ chúng ta hãy chào đón sự trở lại của các ban giám khảo, những người luôn đồng hành, ủng hộ sát sao cùng với các thí sinh. Xin giới thiệu cô Đinh Thị Mai Anh, giảng viên khoa sư phạm ngoại ngữ trường Đại học Vinh. Cô Marie Estacio đến từ Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Assamling. Xin chào đón thầy Carlo Pedro Fantanilla đến từ Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Assamling. Ngay sau đây, chúng ta hãy gặp gỡ làm quen với bốn thí sinh qua phần thi Interview Yourself. Phần thi 1, Interview Yourself, giới thiệu về bản thân. Trong phần thi này, thí sinh sẽ nêu ý tưởng về bản thân mình và được ekip hỗ trợ thực hiện các clip ngắn. Các clip này có thể được thực hiện với sự hỗ trợ của người thân và bạn bè. Điểm thưởng cho mỗi thí sinh ở phần thi này là 100 điểm. Hello everyone, my name is Wang Nguyen. I am a student at Diễn Hồng Primary School in Diễn Châu District. Recently, our school has paid great attention to the English learning movement. Realizing my ability in English, all of my teachers and friends encouraged me to join in English Challenge competition. I am the first student passing the weekly English Challenge competition. Moreover, my teacher and friends gave me a lot of love and cute comments. The work of making banners and slogans is urgently deployed. Receiving a relief, I will try my best. Please support me. So hello Hoàng Nguyên, how do you feel to be on the stage of English Challenge? I feel very happy and quite nervous because I'm the first student passing the weekly English Challenge competition and the first time standing on this stage. Okay, so I guess trying your best is what you can do for your teachers and your friends today. So good luck to you, and are Thanks. You ready? Yes. Okay, wonderful. Bạn Hoàng Nguyên của chúng ta sẵn sàng, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần thi challenge. Phần thi 2 challenge, phản ứng nhanh của thí sinh. Trong vòng 1 phút, thí sinh trả lời nhanh gói 10 câu hỏi. Trả lời đúng mỗi câu, thí sinh sẽ ghi được 20 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 200 điểm. What is the nationality of Gagarin? Skip. Russian. Who was the composer of the song Tiến Quân Ca? Skip. Văn Cao. What is the season between autumn and spring when the weather is the coldest? Winter. Correct. What does IT stand for? Skip. Information technology. 3 minus 1 is greater or equal to 1 plus 1. Rather. Incorrect. Equal. What is the opposite of the word good? Bad. Correct. How long does it take for the Earth to rotate once around itself? 365. Incorrect. A day. Breaststroke, butterfly stroke, and rowing. Which one is not a swimming style? Can you repeat? Breaststroke, butterfly stroke, rowing. Which one is not a swimming style? Skip. Okay, rowing. Với 10 câu hỏi thì bạn Hoàng Nguyên trả lời được 2 câu hỏi đúng. Bây giờ bạn Hoàng Nguyên giành được 140 điểm. Xin chúc mừng. Chúng ta
sẽ làm quen với thí sinh thứ hai, bạn Bảo Ngân, một bạn gái rất nhỏ nhắn của chúng ta. Hello, my name is Ngân. I'm 10 years old and I'm studying at Yen Thanh Thao Primary School. I'm the sister of two young children. For me, take care of my younger brother is not difficult. On the contrary, it's also helped me learn patience. I often read books to my younger brother and make fun games. Also, badminton is my favorite sport. Badminton training helped me increase my focus, relaxes. I feel that skill is also essential to conquer the English challenge this year. I will do the best that I can to pass this competition. So please cheer for me. Bảo Ngân in fighting. Yeah! Bảo Ngân, I wonder how you felt to know that you are on the stage of English I Challenge. I felt very happy because I had joined in English Challenge competition. Mm-hmm. So I know that your grandparents are down there for you, so you want to say anything to them right now? I want to say thank you for going to watch me. Mm-hmm. And I believe that I will win this competition. Okay, wonderful. So, are you ready? Yes. Wonderful. Here we go. What do we use ears for? Hear. Correct. What is the name of drawing tool in computer? Sketch. Paint. Which city is the biggest in Vietnam? Ho Chi Minh City. Correct. What is the opposite of the word quiet? Loud. Correct. A channel or canal where ships or boats can sail? What do we call that? Skip. Waterway. What is the right side of the road to walk on? Skip. On the right. What is the hometown of the poet Thạch Quỳ? Can you repeat? What is the hometown of the poet Thạch Quỳ? Skip. Nghệ An. What is the name of the horse having black and white stripes? Horse. Incorrect. Zebra. The tigers live in the cave, true or false? True. Incorrect. False. Như vậy là với 3 câu trả lời đúng thì tới thời điểm này Bảo Ngân giành được 160 điểm. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ sẽ là sự xuất hiện của thí sinh thứ 3, một bạn nữ có tên là Trâm Anh. Hi everyone, my name is Trâm Anh. I'm in class 4C at Yen Sơn Primary School. I come from Do Long District. I have many hobbies such as reading books, playing Legos, drawing pictures, watching English programs, and much more. And especially, I like dancing. Joining in the excited dances of cha-cha-cha and the gentle movements of jive has helped me to get comfortable relaxation moments. For only 2 years studying dancing, but I feel a huge change in my health, flexibility, and always feel love life. I think it's time for us to have dreams, passions, and trying to do the things we like. I'll try my best to win at English Challenge Competition Season 4, 2021. Please support me! So, Trâm Anh, would you mind sharing with us how you have been studying English for years? I've been studying English for 2 years, mm-hmm. and I did not have much skills. Mm-hmm. I read books. Okay, so are you ready? Yes. Very good. Here we go. In which continent does France belong to? Skip. Europe. How many modes of transportation are there? Skip. Four. What shape has four sides of equal length and four angles of 90 degrees? Square. Correct. According to a fairy tale of the Moon Boy, where does the Moon Boy live? On the moon. Correct. What is the opposite of the word simple? Skip. Complex. Is there life on Mars? No. Correct. What animal has a very long nose with which it can pick things up? Elephant. Correct.
Which country has the fork tail, góc kiện trời? Việt Nam. Correct. Where was Nguyễn Tất Thành born? Skip. Kim Liên Village. Via what ways do warm eggs enter the human body? Skip. Via eating or drinking. Như vậy là với 5 câu trả lời đúng thì tới thời điểm này bạn Trâm Anh giành được 200 điểm. Xin chúc mừng bạn. Một sự khởi đầu không tồi đúng không ạ? Và trước khi mà Quang Minh thể hiện phần thi challenge thì chúng ta hãy làm quen với bạn một chút thông qua clip sau. Hello everyone, my name is Kwame. I'm a student at Quinton B Primary School. Today, I would like to introduce a special address of National Historical Monument, Hoa Tiên Cave. It's situated in Quinton District, Hoàng Mai Town. Hoa Tiên Cave is also a tragic story of 33 young volunteers who died on April the 28th, 1966, were on a mission to repair the railway from Hang Rom Thanh Hoa to Vinh City. They sacrificed their lives for our peace. I'm their next generation, so I'm really grateful for their sacrifice and I always study hard. This is a really interesting game show. I will try my best. Please spot me. So, Quang Minh, do you want to say anything to your friends or teachers here today? I just want to say that I'm thankful to my teachers and friends who supported me to match in this contest. Okay, very good. So, are you ready? Yes, I'm ready. Here we go. Where does the shrimp live? Skip. Underwater. What is the shape of the earth? Sphere. Excuse me? Sphere. Correct. Shall humans survive without breathing for 5 minutes? No. Correct. How many lives does a musical staff have? Skip. 5. What is the synonym of the word like? Enjoy. Correct. What is the largest ocean in the world? Pacific Ocean. Correct. Is a wolf a pet or a wild animal? Animal. Incorrect. Wild animal. Who drew the picture of the wedding of mice? Skip. Fork artist. How many provinces are there in Vietnam? 62. Incorrect, 63. What is the name of musician who is considered musical? Okay, thumbs up. Như vậy là với 4 câu trả lời đúng thì tới thời điểm này Quang Minh giành được 180 điểm. Xin chúc mừng các bạn thí sinh đã khởi động khá là kỹ càng rồi. Và bây giờ sẽ là lúc chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình với phần thi Wordscape. Phần thi 3, Wordscape. Điền ký tự còn thiếu vào chỗ trống. Thí sinh sẽ có 3 lượt điền ký tự còn thiếu vào ô trống. Ở từng lượt chơi, thí sinh sẽ có 15 giây để hoàn thành. Điền đúng mỗi dãy chữ, thí sinh sẽ ghi được 30 điểm. Trả lời sai, những thí sinh còn lại sẽ bấm chuông nhanh giành quyền trả lời. Trả lời đúng ghi được 10 điểm. Trả lời sai hoặc không dịch đúng nghĩa của từ sẽ bị trừ 10 điểm. Sau 10 giây, không có thí sinh trả lời, MC sẽ đưa ra đáp án. Ở phần thi này, sau khi kết thúc lượt thi của cả 4 thí sinh, sẽ có một từ khóa liên quan đến chủ đề của các dãy chữ và cả 4 thí sinh đều có cơ hội trả lời trong 15 giây bằng cách bấm chuông để giành quyền trả lời và đọc phiên âm, dịch đúng nghĩa của từ khóa. Trả lời đúng ghi được 60 điểm, trả lời sai trừ 20 điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 150 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần thi Wordscape của Hoàng Nguyên. Anyone else? No? So the word we are looking for is interest. So thích. Okay. Rất là tiếc là không có bạn nào giành được điểm ở từ vựng này, nhưng không sao, chúng ta còn rất là nhiều từ vựng ở phía trước. And here we go, the second word for Hoàng Nguyên.
Anyone else? Quang Minh, submit your answer. Physical, thể chất ạ. Okay, wonderful. Quang Minh vừa dành thêm 10 điểm cho mình ở từ vựng trong liệt tờ chính của Hoàng Nguyên. And here we go, the third word for Hoàng Nguyên. Daily, ngày. Ok, ngày hoặc là hàng ngày. Hàng ngày, vâng. Xin chúc mừng Hoàng Nguyên đã có 30 điểm đầu tiên. Here we go, the first word for Bảo Ngân. Anyone else? Quang Minh. Sức khỏe. Okay, wonderful. Như vậy là Quang Minh tiếp tục dành thêm cho mình 10 điểm nữa. Very good. And here we go, the second word for Bảo Ngân. Anyone else? Quang Minh. Team, đội ạ. Very good. Okay, đội. Như vậy là Quang Minh tiếp tục dành thêm cho mình 10 điểm nữa. Và Bảo Ngân, chúng ta sẽ còn một từ vựng thứ ba. And here we go, the third word. Soccer. What does that mean? Đá bóng. Okay, acceptable. Như vậy là Bảo Ngân dành thêm 30 điểm cho mình ở từ vựng soccer. Xin chúc mừng bạn. Như vậy là Bảo Ngân, Hoàng Nguyên đã cùng nhau tìm ra 6 từ vựng rồi. Bây giờ nhiệm vụ của Trâm Anh và Quang Minh. Nào Trâm Anh, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, here we go, the first word for Trâm Anh. Fun, vui vẻ. Okay, vui vẻ, very good. Trâm Anh giành được 30 điểm. And here we go, the second word. Anyone else? Quang Minh. Practice, luyện tập ạ. Okay, wonderful. 10 điểm nữa dành cho Quang Minh. Trâm Anh ơi, chúng ta còn một từ nữa. Chúng ta sẽ tập trung làm tốt từ vựng này nhé. And here we go, the third word. Anyone else? Hoàng Nguyên. Olympic, giải đấu Olympic. Okay, very good. Như vậy Hoàng Nguyên giành được 10 điểm. Chúng ta sẽ tiếp tục phần thi WordScape với bạn Quang Minh. So are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Here we go, the first word for Quang Minh. Anyone else? No? So the word we are looking for is power. Sức mạnh. Okay. And here we go, the second word for Quang Minh. Okay. Fair play, chơi công bằng. Okay, very good. Rất xuất sắc. Bạn Quang Minh dành về cho mình 30 điểm ở từ vựng fair play. Here we go, the third word for Quang Minh. Anyone else? Hoàng Nguyên. News, báo. Okay, báo hoặc tin tức, rất tốt. Hoàng Nguyên vừa dành thêm cho mình 10 điểm ở từ vựng của Quang Minh. Như vậy là 12 từ vựng đã được tiết lộ rồi. Sau đây sẽ là thời gian để các bạn đi tìm từ khóa của chương trình. Here we go, the keyword.
Bảo Ngân. No, incorrect. Như vậy là bạn Bảo Ngân đưa ra từ khóa không chính xác và bạn bị trừ 20 điểm theo quy định của chương trình. Chủ đề mà chúng ta cần tìm đó chính là sport, thể thao. Vâng, như vậy là phần thi Wordscape đã trôi qua rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phần thi tiếp theo, phần thi Speed. Bạn có thấy mỗi nơi Nai và Gun hiện diện, niềm vui đang lan tỏa hơn cả niềm vui. Tại sao không đón nhận món quà từ Biscafin? Mỗi chiếc bánh ẩn chứa sự ngọt ngào của cuộc sống. Biscafin hơn cả niềm vui. Phần thi 4, Speed, phần ứng xử trên sân khấu. Ở phần thi Speed, trước cuộc thi 1 giờ, thí sinh sẽ có 3 lượt bốc thăm. Bốc thăm người cùng chơi, hai thí sinh lập thành một đội để tranh biện về một chủ đề. Bốc thăm chủ đề mà cả hai em sẽ phải tranh biện. Bốc thăm vị trí đồng thuận hay phản biện chủ đề. Thí sinh bốc thăm được vị trí đồng thuận sẽ trình bày 1 phút về chủ đề đó theo hướng là nên. Thí sinh phản biện lại sẽ có 1 phút để đưa ra những lập luận của mình. Hai thí sinh có thể cùng tranh luận với nhau thông qua việc đặt câu hỏi xung quanh chủ đề đó. Mỗi giám khảo sẽ đánh giá cho điểm phần thi trình bày của thí sinh tối đa là 100 điểm. Điểm tối đa cho cả phần thi này sẽ là 300 điểm một thí sinh. So who will be the first ones? Hoàng Nguyên and Tom Anh, please walk out to your positions out there. Yeah, so please tell me, what's the topic? My topic is learn by heart before exam. Here we go, the first minute for Hoàng Nguyên. In my opinion, we should learn by heart before exam. Why? First, we can know all of the knowledge that we learn in our school. Secondly, if we study hard and less playing, we can have a good grade in the exam. And finally, if we don't study and we play a lot, we can't know all of the knowledge and we will have a bad mark. Okay. How do you feel right now, Tom Anh? I feel very happy and excited. Okay, wonderful. So are you ready to go? Yes, I am. Okay, here we go, the second minute for Tom Anh. In my opinion, I think that we shouldn't learn by heart before exams because of these following reasons. The first reason is if the children learn before exams, they will just remember it, but they did not understand anything. My second reason is it will waste the time because there are too much lessons for the children to remember and to understand. My last reason is if the children just learn by heart the before exams, the children will not have a good mark when they are doing a test at school. That's all my opinion. Okay, wonderful. Now another minute for two of you to question and answer. So are you ready? Yes. Here we go, the third minute. You say that a student can't remember all of the knowledge that they are learned in their school. Why do you say that? Because the children also need to understand, not just remembering the lessons. And my question is, if the children are not hardworking, what is the problem? They will don't know all of the knowledge and they will have a bad mark in the exam. Okay. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe câu hỏi của ban giám khảo dành cho hai bạn thí sinh. All right. I have a question for both of you. Just one question, okay? Okay. All right. Describe a time when you took an important exam. The important if we have an important exam,
We must study and learn hard and don't play a lot. All right, thank you, Tramang. You need to remember the lesson you learn at school and also need to understand it. Then if you do an exam, you can do it right away. Thank you. Okay, thank you so much. And now we would like to hear your comments on their performance. Wang Win and Cham Ang, you both did very well. Your debate was very good. However, I think that Cham Ang came out on top for mm-hmm. this round. Okay, for the following reasons. Wang Win, you could have been better using more describing words, you know, especially with your rebuttal. Your question was just a why about all of her answers, not just a specific part of her answer. Mm-hmm. And you also wasted 20 seconds of your time. You had 60 seconds, but you only used 40. And for Cham Ang, I found that your pronunciation is very good. Your confidence is strong, which is very nice. And you used very descriptive words and good vocabulary, like for the following reasons. Mm-hmm. And also your rebuttal was very good. About Teacher Lu's question, I think you answered it very well because you understood it very well and you gave a very good answer. However, for Huang Win, I think he didn't really understood the question, but he still tried to answer. So his answer wasn't really on point. Mm-hmm. So that's all. I hope that helps both of you and good job. Okay, keep on doing your best. Okay. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi số điểm ban giám khảo dành cho các bạn thí sinh. So now we would like to know the score for Hoàng Nguyên. 80, 80 và 80. And what about Trâm Anh? 90, 90 và 90. Vâng, như vậy là số điểm của bạn Hoàng Nguyên đã thay đổi rồi. Bây giờ bạn giành được 190 điểm và Trâm Anh giành được 230 điểm. Xin chúc mừng hai bạn. Không biết là hai bạn thí sinh còn lại là bạn Quang Minh và Bảo Ngân thì sẽ thể hiện như thế nào ở phần thi speed này đây. Please walk out to your positions out here. So please tell me what the topic. Our topic is should or should not lend money to your friends. Here we go, the first minute for Bảo Ngân. In my opinion, I think we should lend money to your friends because first, when the friend have trouble, they need money and you can help them. Second, if you lend money to your friends, some friends can think you are thoughtful people, kind people, and friends can be kind with you. And thirdly, when you have some problem with money, or some things like that, you can all of friends and maybe they can help them. And I think we should learn of friend money. We don't always have money, but we can give the friend money to all because we are friend. Okay. Yes, and now it's time for you, Quang Minh, to speak out loud your opinion. So are you ready? Yes, I'm ready. Here we go, the second minute. To be honest, students lend their money to their friends because of these following reasons. Firstly, our friends may use our money to on some bad things such as playing unhealthy games or buying food which is not good for our health. Secondly, sometimes. We can help our friends by other effective ways, such as encourage them to ask their parents or teachers. We don't have to lend money to them. And finally, sometimes they don't pay enough money for you. In summary, it's not too necessary to lend friends money. Mm-hmm. Thank you so much. So now it's time for you to question and answer. So are you ready? Yes. Okay. Here we go. The third minute. I have a question for you. If the
best friend have some trouble with money and they need your help, then you have to give the friend money to owe. What do you think? I don't lend them some money. If they are in need, I will encourage them ask their parents for help. My question is, sometimes you lend your friends money, but later they don't pay enough money for you. So how can you earn enough money? I will tell my friends' parents to pay me, but when my friends lend my money to buy something good for me, it's okay because we are best friends. Thank you. Okay, thank you so much. Chúng ta hãy chờ đợi câu hỏi của ban giám khảo nếu có dành cho hai bạn nhé. So, please. Okay, so I have one question for both of you. What would you do if your friend didn't return money they borrowed from you? I think we should say the friends had to pay money for me, but if my friend didn't pay for me, I will tell the teacher or I will tell your friend's parents. For me, I'll ask them for paying me enough money. If they don't pay, I'll say it to my parents or my teachers. Okay, thank you so much. Okay. Bạn Quang Minh và Bảo Ngân đã hoàn thành xong phần thi speech rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi lời nhận xét từ ban giám khảo. At first, I'd like to congratulate on both of your great performance. For Bảo Ngân, you have a really nice pronunciation. It's really clear, easy to understand. And you also have a good argument in 1 minute presentation as well. However, I think you should improve your speed. You should speak faster, okay? And for Quang Minh, I'm really surprised with the arguments that you present in 1 minute talk. Yeah, you explain your viewpoint in a logical and persuasive way. However, there's some small pronunciation mistakes, so be careful with that. And also, you still have the habit of repeating words when you're nervous or searching some difficult words in your mind. So next time, try to use other phrases to buy more time when you think of the answer. Okay, that's it. Thank you. Bây giờ chúng ta hãy chờ đợi số điểm ban giám khảo dành cho Bảo Ngân. 80, 80 và 80. And now we would like to know the score for Quang Minh. 80, 90 và 80. Như vậy là chúng ta đã có số điểm của các bạn thí sinh cho tới thời điểm này rồi. Bạn Hoàng Nguyên giành được 430 điểm. Bạn Bảo Ngân giành được 430 điểm. Bạn Trâm Anh giành được 500 điểm. Và Quang Minh giành được 500 điểm. Vâng. Champion, 5 câu hỏi kiến thức. Phần thi Champion này gồm 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 3 gợi ý. Mỗi gợi ý có 15 giây suy nghĩ để trả lời. Trả lời đúng sau gợi ý đầu tiên ghi được 40 điểm. Trả lời sai bị trừ 5 điểm. Trả lời đúng sau gợi ý thứ 2 ghi được 30 điểm. Trả lời sai trừ 10 điểm. Trả lời đúng sau gợi ý thứ 3 ghi được 20 điểm. Trả lời sai bị trừ 15 điểm. Cả 4 thí sinh sẽ trả lời bằng cách ghi đáp án trên máy tính. Và máy tính sẽ đưa ra kết quả thời gian trả lời của từng thí sinh. Các thí sinh có quyền không trả lời. Ở phần thi này, các thí sinh còn có cơ hội nâng cao số điểm của mình bằng việc lựa chọn ngôi sao hy vọng. Trước mỗi câu hỏi, thí sinh có quyền chọn một ngôi sao hy vọng cho mình. Nếu trả lời đúng sẽ được nhân đôi số điểm. Nếu trả lời sai sẽ bị trừ tương ứng với số điểm được cộng khi trả lời đúng. Không trả lời sẽ bị trừ 20 điểm. Mỗi thí sinh có quyền được đặt tối đa 2 ngôi sao hy vọng trong phần thi này. Điểm tối đa trong phần thi này là 280 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi đầu tiên của phần thi Champion. Câu hỏi đầu tiên có liên quan đến lĩnh vực lịch sử và không biết là có ai lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Vâng, Quang Minh, Hoàng Nguyên. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi đầu tiên.
Here we go, the first question. Chúng ta đang nói tới Ngô Quyền. Chúng ta thấy là có hai thí sinh đưa ra câu trả lời đúng rồi. Bảo Ngân đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 36. Bạn được cộng thêm 20 điểm. Quang Minh đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 31. Bạn được cộng thêm 20 điểm là theo lẽ thường. Nhưng mà vì bạn sử dụng ngôi sao hy vọng nên bạn được cộng 40 điểm ở câu hỏi này. Và hồi nãy là Hoàng Nguyên có sử dụng ngôi sao hy vọng, nhưng mà vì bạn không đưa ra câu trả lời thì theo quy định của chương trình bạn bị trừ 20 điểm. Bây giờ sẽ tiếp tục với câu hỏi thứ hai, và câu hỏi thứ hai thì nó liên quan đến cái chủ đề là tiếng Việt. Vậy thì có bạn nào đặt ngôi sao hy vọng không? Vâng, như vậy là không có bạn nào sử dụng ngôi sao hy vọng cho câu hỏi thứ hai này. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Here we go, the second question. Nói tới Tích Chu. Như vậy là Bảo Ngân đã rất là xuất sắc khi mà tìm ra câu trả lời này, và bạn trả lời đúng ở giây thứ 42. Bạn được cộng thêm 20 điểm. Xin chúc mừng. Bây giờ là câu hỏi thứ 3. Câu hỏi thứ 3 là một cái câu hỏi liên quan đến chủ đề xã hội. Vậy thì bạn nào có sử dụng ngôi sao hy vọng không? Vâng, ok. Here we go, the third question. Chúng ta đang nói tới cơm hay là gạo. Vâng, Hoàng Nguyên đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 12. Bạn giành được 40 điểm. Bảo Ngân đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 33. Bạn giành được 20 điểm. Và Quang Minh đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 21. Bạn được cộng thêm 30 điểm. Xin chúc mừng ba bạn. Câu hỏi thứ 4 là một cái câu hỏi cũng liên quan đến chủ đề xã hội. Có bạn nào sử dụng ngôi sao hy vọng không? Không. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi thứ 4. Here we go, the fourth question. Chúng ta đang nói tới biển hoặc là đại dương. Có hai bạn đưa ra câu trả lời đúng là Trâm Anh và Quang Minh. Trâm Anh đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 26. Bạn được cộng thêm 30 điểm. Quang Minh đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 31. Bạn được cộng thêm 20 điểm. Hoàng Nguyên đưa ra câu trả lời sai ở giây thứ 19. Bạn bị trừ 10 điểm. Và Bảo Ngân đưa ra câu trả lời sai ở giây thứ 21. Bạn bị trừ 10 điểm. Chủ đề của câu hỏi cuối cùng nó liên quan đến lĩnh vực địa lý. Có bạn nào tự tin về địa lý không? Vâng, Bảo Ngân và Hoàng Nguyên. Vâng, here we go, the question number 5. Đáp án của chúng ta ở câu hỏi này chính là dãy Hoàng Liên Sơn. Vâng.
Bạn Hoàng Nguyên đưa ra câu trả lời sai ở giây thứ 33. Theo thường lệ thì bạn sẽ bị trừ 15 điểm, nhưng vì bạn sử dụng ngôi sao hy vọng nên bạn bị trừ 30 điểm. Bạn Bảo Ngân không đưa ra câu trả lời, nhưng vì bạn chọn ngôi sao hy vọng nên bạn bị trừ 20 điểm. Bạn Quang Minh đưa ra câu trả lời đúng ở giây thứ 28, bạn được cộng thêm 30 điểm. Quý vị và các bạn thân mến, trải qua 5 phần thi thì đến lúc này, vòng thi tuần cuối cùng của quý 2 đã xác định được 4 thứ hạng của các thí sinh. Cùng đứng ở vị trí thứ 3 đó là bạn Hoàng Nguyên đến từ trường tiểu học Diễn Hồng, huyện Diễn Châu với 410 điểm. Và bạn Bảo Ngân đến từ trường tiểu học thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành với 460 điểm. Xin chúc mừng hai bạn. Sau đây xin trân trọng kính mời cô Đặng Thị Bảy, hiệu trưởng trường tiểu học Diễn Hồng, cô Nguyễn Thị Út, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Yên Thành và thầy Hoàng Văn Thắng, phó hiệu trưởng trường tiểu học Yên Sơn, huyện Đô Lương lên trao giải thưởng cho hai bạn đạt giải 3. Mỗi giải 3 sẽ nhận được một giải thưởng là một suất học bổng đến từ Trung tâm Anh ngữ A Sâm Linh trị giá 2 triệu đồng và một phần quà đến từ nhà máy bánh kẹo Biska Fun. Xin trân trọng cảm ơn cô Đặng Thị Bảy, cô Nguyễn Thị Út và thầy Hoàng Văn Thắng. Đứng ở vị trí thứ 2 đó là bạn Trâm Anh đến từ trường tiểu học Yên Sơn, huyện Đô Lương với 530 điểm. Và xin trân trọng kính mời cô Trần Thị Thu Trang, đại diện Trung tâm Anh ngữ Quốc tế A Sâm Linh và thầy Đậu Viết Thanh, hiệu trưởng trường tiểu học Quỳnh Thiện B, thị xã Hoàng Mai lên trao giải thưởng cho bạn Trâm Anh. Xin trân trọng cảm ơn cô Trần Thị Thu Trang và thầy Đậu Viết Thanh. Và thưa quý vị, giành giải nhất cuộc thi tuần 3 quý 2 mùa 4 đó chính là bạn Quang Minh đến từ trường tiểu học Quỳnh Thiện B, thị xã Hoàng Mai với 620 điểm. Xin chúc mừng bạn Quang Minh và xin trân trọng kính mời nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Bé, trưởng phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cùng ông Ngô Quang Đồng, đại diện nhà máy bánh kẹo Biska Fun lên trao giải thưởng cho bạn Quang Minh. Giải thưởng dành cho bạn Quang Minh là một cúp biểu trưng pha lê dành cho người chiến thắng, một suất học bổng trị giá 4 triệu đồng đến từ Trung tâm Anh ngữ Quốc tế A Sâm Linh và một phần quà đến từ nhà máy bánh kẹo Biska Fun. Như vậy là chương trình English Challenge tuần 3 quý 2 ngày hôm nay đã tìm ra gương mặt thứ 3 bước vào vòng thi quý, đó chính là bạn Quang Minh đến từ trường tiểu học Quỳnh Thiện B, thị xã Hoàng Mai. Và bạn Đậu Đăng Khôi đến từ trường tiểu học Hà Huy Tập 2, thành phố Vinh. Đây là thí sinh về nhì có số điểm cao nhất, 565 điểm, sẽ là thí sinh thứ 4 lọt vào vòng thi quý 2. Xin chúc mừng các em và xin gặp lại các em ở cuộc thi English Challenge quý 2. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cùng Trung tâm Anh ngữ Quốc tế A Sâm Linh thực hiện với sự đồng hành của nhà máy bánh kẹo Biska Fun. Xin kính chào và hẹn gặp lại.